mọi người đồng ý tôi chỉ làm hộ ông thôi, không không làm chính thức được, đấy là việc của ông với vợ ông. Sao ông với vợ ông được? Chả có ai bầu à? Tức là bây giờ coi như là bây giờ hết nhiệm kỳ của Tuấn, tạm thời cũng là cái nhiệm kỳ của bạn nhân. Đà không đi à? Hội làng. Hội làng nó có bao giờ đi được mà. Nó bảo sao? Phải đến. Ờ. Phải đến đấy, không đến là cho ra hội hội. Tôi bảo phải đến. Dạ. Thế mời các bạn bắt đầu đi nhỉ? Đâu mời các bạn nâng cấp để cho ông Tuấn chụp ảnh. Không phải chụp nữa mà quay đấy. Quay à? Ừ. Chạm cốc lên nữa đi. Thế Tuấn không được uống à? Thôi uống sau. Chắc chắn phải đi vô, bây giờ kinh lét rồi. Kinh lét à? Kinh lét. Ai làm chứng nhỉ? Sao cái bọn tuổi tin bây giờ toàn cứu lét. Tự dưng ông lại đưa cứu nét vào đây thì toàn người không biết nét này. Nhân nói hay ơi là hay ơi. Nói đúng luôn là riêng bạn học là nhân xếp tình cảm đấy, xếp tình cảm. Mình không phải không bắt đầu ngay mà phải câu sau rồi. Say em sao được, không say được. Rõ ràng tôi thấy nó không đáng rồi. Say không? Không, không say đâu. Ra được, đủ gram thôi, nhiều say. Hai đứa vẫn cần được ra. Không ở Bùi Xương Trạch nữa à? Ờ, Xương Trạch vẫn có Tuấn ạ. À, nào mà lại mời Tuấn đến Bùi Xương Trạch. Lan Anh mấy cơ sở à? Ờ, mời các bạn ăn đi chứ, cho mình còn nhiều đồ đấy. Còn 48, cái đấy không phải cho lại số đi. Số đấy, số đấy là chỉ có Sài Gòn có sống, còn em có sống. 48 cũng nhớ, còn 49 rồi đấy. Là 49 thế non 20 thì mình mới được là 70 à, cô là 3 con. Chắc gì là đâu được 70. Không là mình tính đỡ giảm là 3 của 2, 1 của 2 là 2 nhỏ lẻ. Cứ trêu đấy này, có người lại là mừng. Có người lại tưởng bở. Có người lại tưởng bở. Hay là tên thấy các bạn một người nó có đà thì cứ xem cứ lên gốc, lên dốc một cái là lại lấy đà không? Tên thấy các bạn một người. Đúng không? Đà có đà. Nếu ông đà rất hay được lấy nhá. Mình nhớ ngày xưa đi lên cái dốc thanh niên với tất cả lấy đà hết. Mày có cắt nó không thể đâu mà mày chưa được. Đấy là đây. Ừ, để đây mày. Để đây anh mới làm đấy. Còn tôi ăn 3 tháng. 7.6. Nếu không thì tầm này cũng đi rồi. Tháng 5 là tôi qua sang bên kia. Ừ, lúc nào bọn tôi là nếu có đi ở Berlin đấy. Đứng dậy, đứng dậy. Cái đĩa xương đây. Không, mang cái đĩa xương đây. Tôi đang lấy cặp xương. Ôi. Thằng đấy ông bảo là chuẩn bị tập 3, hàng đã mừng thầm. Cười như đắp nẻ luôn. Thằng bảo thế nào? Thôi ra lên chương trình như thế mà. Hết với cả Minh chỗ đấy. À bên kia, phía kia chạm cốc đây. Bạn nói là bạn Hằng, chịu vỡ. Tiếp cho bạn, ngày xưa bạn có cơ hội. Tiếp vấn đề được đấy luôn. Tiền rất rẻ. Có biết đâu, có bây giờ tôi nói nghe chuyện đấy chỉ có tôi ông. Thế mà
mấy nhân công tố cáo của đấy chứ không phải chuyên môn bạn làm thơ của đấy còn đấy nhân tố cáo thì mất chứ không phải chuyên môn đấy thì đánh cấp dưới ghét tục tục nó không nhận ra đoàn chứ còn gì nữa như vậy không đoàn không có đoàn làm sao mà thi mày cô giáo còn quý mình thế mà nó còn cản hết. Cô Thanh Hà chính là cô quý mình. Thế mà cứ đưa mình danh sách vào đoàn hôm nay nó toàn cản mà. Toàn bị... Thà ngày xưa tội nhỉ? Xấu tính lắm, trường con mách lẻ. Toàn mách chuyện ở lớp là bị mình đưa vào thơ đấy. Có mấy bài thơ. Bây giờ mà không sửa đổi là có ai thèm chơi. Đúng rồi.